Lời đầu xuân, lời đầu tiên là thầy Xuân xin chào chủ tịch, phó chủ tịch, các quản trị viên cùng toàn thể anh em trong câu lạc bộ một lời chúc sức khỏe. Vâng, sau đây hát tặng cả nhà bài Leo Đậu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.